Kính thưa quý đạo hữu, tâm chiếu hoàn quán sang vấn đề về những thắc mắc về hồi hướng công đức lục hòa ngày tu bát quan trai. Ý thứ nhất là tu thế nào là công đức lục hòa trong ngày tu bát quan trai? Tu bát quan trai là một mình tu nó đều sinh ra công đức. Nhưng muốn có công đức lục hòa trong ngày tu bát quan trai thì phải có từ hai người trở lên. Phải có hai người trở lên. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đấy, hai người này thì phải thực hành lục hòa thì được gọi là có công đức lục hòa của ngày tu bát quan trai. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Thế thì trong cái ngày tu bát quan trai giới này, đạo tràng phải phân, tức là chúng ta phải đăng ký hết với lại ban cán sự đạo tràng để báo về câu lạc bộ Cúc Vàng trước ngày tu bát quan trai giới. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Ví dụ đạo tràng ấy mà báo về câu lạc bộ Cúc Vàng ấy thì chỉ cần báo số lượng thôi, là có 8 Phật tử tu lục hòa trong ngày tu bát quan trai giới, chỉ cần báo thế thôi, không cần báo công việc chi tiết. Thế còn ở đạo tràng thì phải có chi tiết. Ví dụ nhé, hôm nay đạo tràng chúng tôi là có 5 người đi tu bát quan trai giới. Thế thì người thứ nhất này là Nguyễn Văn A này, là buổi sáng làm phận sự này, buổi chiều là đi nghe chia sẻ của tâm chiếu hoàn quán này, rồi buổi chiều lại đi nghe pháp này, tức là chúng ta phải báo cáo phân hết việc cho nhau cho đến lúc về. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Chứ không phải là có người lên chùa tu bát quan trai giới nhưng không báo gì cả, lúc thì đi ngủ, lúc thì đi này đi kia, không ai biết, tức là người này không biết việc của người kia, ban cán sự không biết của mình, thì đấy không có lục hòa trong đấy. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Không có lục hòa nó phải chi tiết tỉ mỉ, từng đăng ký bàn bạc rõ ràng ra. Chứ còn nếu mà cái lục hòa tổng kia chỉ gọi là tôi có tu bát quan trai giới thôi thì nó vẫn có lục hòa, nhưng nó không phải là lục hòa, cái công đức lục hòa để hồi hướng được cho việc chúng ta mong cầu, đó là cha mẹ quá khứ, cha mẹ hiện tại cũng như là con bất hiếu. Các quý đại hữu rõ chưa ạ? Cái công đức tu lục hòa trong ngày tu bát quan trai giới này được hồi hướng cho cha mẹ quá khứ, hồi hướng cho cha mẹ hiện tại và hồi hướng cho các nghiệp của các con mình bất hiếu với mình. Thì cái này nó cần chúng ta phải công phu hơn trong cái tâm tôn trọng. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Nó tức là nó chi tiết hơn trong cái tâm tôn trọng, cung kính nhau, hòa hợp nhau. Đấy, con bất hiếu nó có hỏi mình đâu, phải không các quý đạo hữu? Đúng không? Con bất hiếu nó làm gì nghe lời mình, nó làm gì nghe mình bàn bạc, nó làm gì hỏi mình. Là do mình cũng có kinh nghiệm không bàn bạc, không hỏi, không bình đẳng. Thế cho nên đến bây giờ ngày tu bát quan trai giới là cái ngày đó chúng ta phải chi tiết. Ví dụ tâm chiếu hoàn quán nói tiếp cái ví dụ đó, đó là tất cả mọi việc hoạt động trong ngày của mình thì phải báo được sự phân công và báo cáo lên ban cán sự đạo tràng. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Nhá. Thế còn cái chi tiết đó không cần báo lên câu lạc bộ Cúc Vàng, chỉ cần báo đăng ký là có bao nhiêu người hôm nay xin tu lục hòa để hồi hướng thôi nhá. Tu bắt con trai lục hòa để hồi hướng. Thế các quý đạo hữu rõ chưa nhá? Thế còn chúng ta vẫn tu trong câu lạc bộ Cúc Vàng, lục hòa chỉ là đăng ký về tu bắt con trai giới thôi. Thế nhưng đây lại còn lục hòa để hồi hướng kia nữa, cho nên nó cần phải báo cáo chi tiết cụ thể nhá. Ai tham gia phận sự ở đâu vào giờ sáng, là ví dụ như là có người về tham gia bát quan trai giới nhưng mà tôi buổi sáng tôi tham gia chia cơm thì chỉ cần phân công là chia cơm thôi. Thế buổi chiều thì tôi đăng ký nghe pháp, buổi tối theo về cùng đạo tràng. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Nhá. Thế chúng ta chi tiết ra như thế để giúp cho các đạo hữu của mình có được trọn vẹn cái công đức này để hồi hướng cho nó tốt. Ý thứ hai là các trường hợp tu riêng một mình ở nhà. Đương nhiên tu riêng ở mình một nhà thì không có cái công đức này đâu nhé. Các quý đạo hữu ạ, không hồi hướng được ạ. Tu theo nhóm ở nhà thì hồi hướng được. Nhưng tu theo nhóm ở nhà thì cũng phải phân công cụ thể. Các công việc cái đấy cũng phải báo lên đạo tràng. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Tu theo nhóm ở nhà. Tu ở chùa nhưng không ngủ qua đêm ở chùa cũng phải báo cáo. Tu ở chùa nhưng có ngủ đêm ở chùa thì cũng phải báo cáo.
Còn tất cả các công đức này nó khác nhau, các quý đạo hữu ạ. Thì trong cái công đức tu ở chùa, ngủ qua đêm ở chùa, thì cái công đức bát quan trai giới viên mãn nhất, đây mới chính thức là bát quan trai giới viên mãn này. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đây mới gọi là tu bát quan trai giới viên mãn. Đấy, đầy đủ công đức. Đấy, thì đương nhiên cái này nó hồi hướng được nhiều hơn rồi. Thế còn tu bát quan trai giới ở chùa nhưng không ngủ qua đêm ở chùa, tất nhiên nó cũng là tốt, nhưng nó không bằng cái ngủ ở chùa này. Thế còn ở nhà thì lại không bằng nữa, riêng ở nhà thì lại không bằng nữa. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Nhá. Tâm chiếu hoàn quán phân tích này. Tu ở chùa, ngủ qua đêm ở chùa, thì trong một ngày đấy nó không có nhà của tôi, tức là chúng ta không hướng tâm về nhà của tôi, tài sản tôi, vợ con tôi, chồng con tôi. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Thế còn chúng ta tu buổi chiều rồi chúng ta đi về, thì các quý đạo hữu đấy, về thôi, đã hướng tâm chưa? Các quý đạo hữu thấy hướng tâm chưa? Là về thôi, về nhà tôi, đúng không? Về nhà của tôi. Thế là không nhá. Thế còn tu theo nhóm ở nhà thì tôi đang tu ở nhà tôi, tôi đang tu ở nhà bạn tôi, đúng không? Nó không phải là viện ni. Thế còn tu riêng ở nhà thì đương nhiên là nhà tôi 100% rồi, không còn chỗ nào không có chữ tôi đấy rồi, phải không? Công đức đó. Tại vì tu bát quan trai giới là tu hạnh của người xuất gia viễn ni một ngày một đêm. Thế cho nên người ta gọi là tu viễn ni một ngày một đêm, học hạnh xuất gia. Các quý đạo hữu rõ chưa? Thế nhưng mà thôi tùy duyên. Thôi thì giống như ông Thọ Thần ấy, ông đáng ra người ta tu bát quan trai giới một ngày một đêm ở chùa là người ta lên được đến cõi trời. Thế nhưng mà ông Thọ Thần ông có thọ bát quan trai giới xong tối ông về. Thế thì ông về ông chỉ được làm thần thôi. Đấy, công đức nó khác nhau như thế đấy, các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Ông chỉ được một kiếp làm thần thôi. Thế nhưng kia người ta là hàng bao nhiêu lắm ở trên các cái cõi trời ấy cơ, nó rất là nhiều. Nó tính ra bằng đâu, bằng tuổi thọ của bao nhiêu quả trái đất ấy, phải không các quý đạo hữu? Đấy, mà lên đấy thì hưởng toàn những đồ mỹ diệu thôi, cho nên cái công đức nó rất là khác xa nhau. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Công đức khác xa nhau rất là nhiều. Thế nhưng mà thực ra mà nếu mà 7.000 Phật tử mà ngủ cả chùa không có chỗ đâu ạ. Có khi phải ra gốc cây mà ngủ ấy. Không có chỗ đâu. Tất nhiên là rồi thì ai cũng ngủ thì thôi thì cũng phải mang bao mang ấy đi mà ngủ thôi chứ. Tu nó phải thế. Các quý đạo hữu, các thầy còn tu được cái chữ nghĩa là mình, phải không? Có cái là chúng ta chưa có điều kiện ở được thì thôi thì chúng ta tu bát quan trai giới mà được sướng như ông thần ấy cũng còn sướng hơn là kêu ông người này, phải không? Ông người này khổ lắm, phải không? Các quý đạo hữu đã đọc bài kinh trong kinh kinh Pháp Cú Thí Dụ có ông thần ấy chưa? Đấy, đấy là ông tu bát quan trai giới nhưng đến tối không giữ giới được. Về nhà lỡ ăn một tí rồi, nhưng đây ông về nhà rồi. À, thế ông không viễn ni được. Ý thứ ba là tại sao dưới 500 km thì về chùa để phát nguyện cái bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni đấy. Các quý đạo hữu ạ. Và trên 500 km thì phát nguyện bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni ở nhà. Các quý đạo hữu rõ chưa? Tức là trên 500 km đó là cái đoạn đường xa. Tại vì tất cả các công đức ở trong tu tập Phật Pháp là nó thành tựu ở nơi tâm. Thế cho nên chúng ta nói là dưới 500 km chúng ta phải về chùa Bạch thì nó mới đúng là tâm cầu Pháp, nó mới sinh ra được cái công đức phước báo đó. Thế còn trên 500 km thì mới có thể tu thành nhóm. Các quý đạo hữu ạ, nhé. Thế đối với các Phật tử ở những nơi mà một tỉnh chỉ có một mình thôi, không thể tu nhóm được, thì cái đấy tâm nó cũng thành tâm rồi, cho nên tu Bạch được một mình ở nhà. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Tại vì một mình người ta thôi, người ta không có người để mà tu nhóm, chứ không phải là người ta không muốn tu hay người ta lười hay tâm người ta giải đãi. Đấy, các quý đạo hữu phải xét từ nơi tâm nhé. Đối với các Phật tử xa xứ, đối với các Phật tử ở nơi xa, người ta không có nhóm, không có đạo tràng, người ta chỉ có riêng một mình thôi, thì với cái tâm cầu Pháp người ta vẫn được. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Thì chúng ta vẫn bạch được bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni nha.
nếu mà trên 500 km, còn dưới 500 km là phải về chùa đúng ngày mùng 8 nha. Yeah.